Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là mình hướng dẫn lại thôi nha. À, ai mà biết rồi thì đừng có cho mình ăn gạch ăn đá gì nhá. Thì ở video trước mình có nói là hướng dẫn mọi người là cách cài Google Ads và kết nối server ảo. Thì có nhiều bạn hỏi mình là tại sao lại phải đổi tài khoản Google. Thì từ từ rồi mình nói, trước tiên các bạn hãy cài ứng dụng Chrome VPN. Mình cài sẵn rồi nha, cái ứng dụng mà có hình máy bay giấy nè. Thì bây giờ mình sẽ kết nối, các bạn kéo xuống kết nối ứng dụng cái tài khoản Hoa Kỳ 1. Ở một số máy mà Android, từ Android 6 trở lên đó, hay là chạy Android gốc Google là Android One. Hiện tại máy mình đang chạy Android gốc nhưng mà Google One, Android One nhưng mà phiên bản Android 9 nha. Thì các bạn kéo thanh thông báo xuống, kéo thanh thông báo xuống, các bạn có thiết bị được kết nối Go VPN này, các bạn nhấn vào và mở cài đặt nó lên, vào cài đặt thì cái chỗ VPN luôn bật này, các bạn nếu thấy nó tắt đi á thì các bạn hãy bật lên nhé, thì khi đó máy bạn mới đổi được server. Nếu bạn không bật thì sẽ không làm được đâu. Mình trở về cửa hàng. Giờ đây mình phải đổi tài khoản Google. Vì sao phải đổi? Tại vì cái tài khoản hiện tại các bạn vừa cài ứng dụng Go VPN á, thì Google Fly đã hiểu là các bạn đang ở vùng biển Việt Nam. Sau đó các bạn cài ứng dụng VPN xong, kết nối server ảo xong, thì các bạn vào lại cửa hàng và đổi sang một tài khoản Google khác để cho Google Fly hiểu là các bạn mới di chuyển sang khu vực ví dụ Hoa Kỳ, là cái nơi mà các bạn vừa kết nối, để cho server của Google hiểu là các bạn đã di chuyển tới nơi đó và các bạn cần cài ứng dụng đó. Đây, bây giờ mình sẽ tài khoản giờ kiếm Google ấy. Nó cài đặt thì khi mình kết nối server ảo, các bạn cài đặt sẽ hơi lâu một xíu nha, tại vì nó trải qua một khâu trung gian nên mạng của mình hơi yếu một xíu, nhưng mà mình sẽ có những thứ là mình muốn kết nối. Thì bạn nào mà là một lock sale của Google Maps á, thì kéo xuống các bạn sẽ thấy là ứng dụng Google My Maps. Ứng dụng này cũng bị giới hạn ở Việt Nam nha các bạn. Việt Nam các bạn kiếm cũng không có ứng dụng này đâu. Thì mình hay làm bên Google Maps nữa, thì mình cũng cài đặt cái phần mềm này. Thì đây là phần mềm nhưng mà nó yêu cầu Android 6 trở lên nha các bạn. Đây là phần mềm là tạo và chỉnh sửa bản đồ tùy chỉnh khi di chuyển. Thì khi di chuyển thì các bạn có thể thay đổi đường đi. Mấy hôm nay mình đang bệnh nha các bạn, không biết bị cái gì nữa. Khi giờ cài xong thì chúng ta có thể mở Google Ads lên và chúng ta khám phá thế giới thôi. Việt Nam mình thì cũng còn rất nhiều ứng dụng bị Google giới hạn. Thì
Thì bây giờ các bạn muốn kiếm ứng dụng gì mà Việt Nam có thì các bạn cứ cài server ảo này thôi. Thì video mình sau đây có lẽ là phải kết thúc ở đây thôi. Mọi người xem nhớ chia sẻ video dùm mình nha. Đăng ký kênh và nhấn thông báo lên để nhận được video mới nhất khi mình đăng lên YouTube nha. Cảm ơn mọi người nha.